kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng Ngày Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2024. Ngay sau đây chương trình xin được bắt đầu với phần tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Sáng ngày 23 tháng 8, Tiểu ban An ninh Trật tự Y tế tổ chức diễn tập các phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương. Dự chương trình diễn tập có Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo một số sở ban ngành. Hội nghị quốc tế lần thứ 8 mạng lưới công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương là sự kiện lớn cấp quốc tế. Do đó, để chủ động công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện của hội nghị, Tiểu ban An ninh Trật tự Y tế đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự và y tế phục vụ sự kiện, đồng thời thống nhất lựa chọn diễn tập hai phương án để thực binh, gồm phương án diễn tập công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội do Công an tỉnh chủ trì thực hiện, phương án diễn tập xử lý phương tiện bay không người lái do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thực hiện. Tại thao trường diễn tập, các đại biểu đã được giới thiệu về các lực lượng phương tiện và công cụ hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh như các loại súng, máy phát hiện chất nổ, bình xịt hơi cay, áo giáp chống đạn, chó nghiệp vụ. Cuộc diễn tập huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia luyện tập, diễn tập, sử dụng nhiều phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại để phục vụ diễn tập. Đây là bước tập dượt, rèn luyện kỹ năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó, xử lý những tình huống đe dọa đến an ninh, an toàn hội nghị lần thứ 8 mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2024. Đồng thời phát huy công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của hội nghị. Phát biểu chỉ đạo chương trình diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Trường Huy đề nghị các lực lượng tiếp tục khẩn trương ra soát, đánh giá những nội dung chưa phù hợp, chưa sát thực tế để khắc phục, điều chỉnh, hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho đại biểu trong nước, quốc tế và các hoạt động của sự kiện trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chủ động trao đổi phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự y tế từ sớm từ xa và tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu trong quá trình xuất nhập cảnh và di chuyển. Đối với nội dung không tổ chức diễn tập gồm phương án điều tiết, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, Công an tỉnh chủ trì và diễn tập công tác sơ cứu, cấp cứu trong tình huống khẩn cấp, thăm khám sức khỏe cho đại biểu, Sở Y tế chủ trì, các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng phương án kế hoạch, chủ động lực lượng phương tiện, cơ chế hoạt động đáp ứng yêu cầu, bảo đảm an ninh trật tự y tế phục vụ sự kiện. Có thể thấy rằng, các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng chào đón đại biểu quốc tế và trong nước về dự hội nghị. Từ nay đến khi diễn ra hội nghị, các phương án tiếp tục được tập luyện, công tác giám sát về an ninh trật tự xã hội tiếp tục được quan tâm, không để xảy ra sự việc mất an toàn, ảnh hưởng đến việc tổ chức hội nghị. Sáng ngày 23 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024. Tại buổi tập huấn, hơn 309 học viên là các thành viên trong ban chỉ đạo tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố và các phường xã được phổ biến các nội dung về Nghị định số 07 của Chính phủ, Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, Quy định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ của năm 2024 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, rà soát tổng hợp báo cáo. Việc rà soát sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10. Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về quy trình, phương pháp rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền đánh giá chính xác tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội cho những năm tiếp theo. Ngày 22 tháng 8, Tiểu ban Tuyên truyền Khánh Tiết
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức họp triển khai các nội dung công việc của tiểu ban. Cuộc họp đã thông qua quyết định thành lập tổ giúp việc và thông báo phân công nhiệm vụ tiểu ban tuyên truyền khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận các kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, xây dựng, ban hành quy chế, chương trình công tác, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khánh tiết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đại hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo huyện nhấn mạnh, công tác tuyên truyền về đại hội phải thực hiện thường xuyên liên tục, cao điểm là tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Nội dung tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng đại hội, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kể từ ngày 16 tháng 9, các nhà mạng tại Việt Nam sẽ phải tắt sóng 2G theo lộ trình. Những chiếc điện thoại chỉ sử dụng SIM sóng 2G, 2G only sẽ không nghe gọi được nữa. Vì vậy, người dân cần chuyển đổi sang thuê bao 4G để đảm bảo thông tin liên lạc. Công nghệ 2G đã được phát triển từ năm 1993, hiện đã lạc hậu và không còn đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hiện nay, cũng như ảnh hưởng đến công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Để thực hiện chủ trương tắt sóng 2G đúng lộ trình, hiện tại các nhà mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang tích cực hỗ trợ khách hàng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật trước thời điểm tắt sóng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Ghi nhận tại Vinaphone Cao Bằng, hiện đơn vị đang tích cực hỗ trợ khách hàng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật trước thời điểm dừng sóng 2G nhằm đảm bảo quyền lợi người dùng cũng như mạng viễn thông luôn thông suốt. Để tăng cường công tác truyền thông cho người dân nắm bắt được chủ trương tắt sóng 2G, thì về phía nhà mạng Vinaphone trong thời gian qua thì chúng tôi đã áp dụng rất nhiều các biện pháp để có thể thông tin đến người dân được sớm nhất. Đặc thù của địa bàn Cao Bằng của chúng ta ấy, thì rất nhiều những người dân đang sử dụng máy 2G hầu như là người cao tuổi và cũng đa phần là bà con ở các vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số cũng rất là nhiều. Nên chính vì vậy mà chúng tôi phải áp dụng khá nhiều các biện pháp truyền thống, ví dụ như là thực hiện phát loa lưu động hay là phát loa truyền thanh thông qua các hệ thống truyền thanh thông minh ở các cấp xã rồi đến từng tổ xóm. Và đặc biệt nhất thì để người dân tiếp cận thông tin được chính xác và đầy đủ nhất thì chúng tôi còn thực hiện gọi điện đến từng thuê bao để thông tin, tư vấn và để cho người dân hiểu thêm về cái chủ trương này của chính phủ. Ngoài ra thì Vinaphone cũng rất là chủ động thực hiện các cái điểm lưu động tại các cái chợ phiên rồi các cái khu vực đông dân cư để người dân nắm bắt được thêm thông tin, đồng thời là cũng phục vụ người dân được thuận tiện và nhanh chóng nhất để người dân có thể dễ dàng chuyển đổi các dòng thiết bị. Đối với Viettel Cao Bằng, hiện đơn vị có khoảng 11.000 thuê bao 2G only. Chỉ sử dụng mạng 2G đang hoạt động, chiếm khoảng 6% trên tổng số thuê bao của đơn vị. Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thuê bao chuyển đổi 2G lên 4G. Trong đó, được thực hiện trên nhiều kênh, nhiều hình thức để tăng tỷ lệ khách hàng chủ động chuyển đổi lên thiết bị cao hơn. Ngay từ đầu năm 2023, để chuẩn bị cho việc tắt sóng 2G, thì Viettel đã cử nhân viên liên hệ đối với cả những khách hàng đang sử dụng SIM 2G ở Viettel để hỗ trợ là khách hàng này chuyển lên cái máy 4G và 5G để sử dụng cho cái mạng mới của Viettel. Để đảm bảo khi chúng tôi tắt sóng 2G thì chúng tôi vẫn đảm bảo cái vùng phủ cũng như là các liên quan đến luồng dữ liệu nó tương đương với cả vùng phủ của 2G. Đấy, nó không bị xảy ra cái tình trạng nghẽn mạng. Nhà Viettel Cao Bằng đã thực hiện là truyền thông cái chủ trương qua cái file phát thanh tới tất cả các thôn xóm có hệ thống loa IP của tỉnh đã cung cấp. Và chúng tôi cũng linh động là chúng tôi phát thanh bằng nhiều thứ tiếng, trong đó thì có những thứ tiếng bằng của tiếng Nùng, tiếng người Mông, tiếng người Giao để cho bà con này cũng nắm được nội dung đấy. Cái đặc biệt là sẽ phải liên hệ với các khách hàng ở vùng sâu vùng xa để có đến trực tiếp để hỗ trợ người dân là chuyển đổi máy, và đặc biệt là có cả hỗ trợ cho việc chuyển đổi máy miễn phí cho đối tượng là hộ nghèo. Người dân chuyển thuê bao từ 2G lên 4G có rất nhiều lợi ích, trong đó có dịch vụ 4G giúp cho người dân có tốc độ truy cập tốt hơn. Dùng 4G sẽ tiếp cận được các dịch vụ số như giáo dục, y tế, thanh toán trực tuyến và an toàn bảo mật dữ liệu tốt hơn so với 2G rất nhiều. Với người dân, việc tắt sóng 2G sẽ giúp các thuê bao chuyển sang dịch vụ 4G chất lượng cao hơn, đồng thời hướng tới mục tiêu phổ cập điện thoại thông minh đến tất cả người dân của Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông. Thời điểm sau ngày 15 tháng 9 sau khi mà tắt sóng 2G thì các nhà mạng đều cam kết
Đặc biệt đối với nhà mạng Vinaphone thì chúng tôi cam kết rằng là người dân hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì đối với việc mà chất lượng sóng cũng như vùng phủ sóng. Và sau khi mà bà con đã đổi máy sang thiết bị 3G và 4G hoàn toàn có thể sử dụng được bình thường. Hiện nay thì đối với nhà mạng Vinaphone thì chúng tôi có chính sách hỗ trợ giá máy cho khách hàng khi khách hàng thực hiện đổi máy từ thiết bị 2G lên 4G. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng áp dụng tại một số khu vực mà vùng sâu vùng xa và đặc biệt là hộ nghèo thì cũng giảm giá máy và hỗ trợ cho người dân từ 30% đến 100% giá máy tùy theo các cái dòng máy mà người dân lựa chọn cũng như là cái gói cước đi kèm với các cái dòng máy mà người dân lựa chọn. Theo thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm ngày 16 tháng 9 năm 2024, sẽ dừng phục vụ thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ sử dụng công nghệ 2G. Tháng 9 năm 2026 sẽ dừng hệ thống 2G và đến tháng 8 năm 2029 sẽ dừng hoàn toàn công nghệ 3G. Đây là lộ trình tất yếu giúp người dân ứng dụng mạnh mẽ những ưu việt của công nghệ số, tiếp cận nhiều dịch vụ số hóa. Hiện nay, các cơ quan chức năng cùng nhà mạng đã triển khai chương trình truyền thông, các chính sách ưu đãi để thúc đẩy thuê bao chuyển sang dùng máy 4G. Thưa quý vị, xác định chuyển đổi số là giải pháp hướng đi tất yếu, giúp du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong các hoạt động du lịch nhằm đem lại những lợi nhuận và trải nghiệm mới cho du khách. Trong đó, đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng tiên phong trong lĩnh vực này. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh, dịch vụ du lịch thành công như ứng dụng chuyển đổi số. Qua đó góp phần đưa hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa con người Cao Bằng ngày càng trở nên gần gũi với du khách thập phương. Tận dụng ngôi nhà của bố mẹ, anh Ngọc Văn Quang đã cải tạo thành một homestay bình yên giữa lòng thành phố Cao Bằng. Nằm trong khu vực thành phố, cạnh tranh với nhiều mô hình dịch vụ lưu trú, nhưng homestay của anh Quang vẫn thu hút được lượng khách ổn định. Nhờ nắm bắt xu hướng thị trường đang phát triển ngành du lịch, anh đã đầu tư xây dựng mô hình lưu trú hướng đến nhóm khách hàng này. Cách mà anh kết nối được với các khách hàng chủ yếu thông qua ứng dụng trang booking.com, một trang web du lịch trực tuyến cho đặt chỗ. Hiện tại khu vực Cao Bằng, homestay của anh đang đứng thứ 3 về tổng số lượng đánh giá trên kênh bán phòng booking.com, đứng thứ nhất về điểm trung bình đánh giá trên số lượng đánh giá với 9,6 điểm và 234 review. Để có điểm đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ, anh Quang luôn đặt thái độ phục vụ, chất lượng và sự thoải mái của khách hàng lên trên hết. Mình đã áp dụng những cái bài học, những cái kinh nghiệm mà mình đã được đào tạo trong môi trường khách sạn chuyên nghiệp để áp dụng vào cái homestay của chính mình. Để kinh doanh trong lĩnh vực này thì trước tiên là mình phải có tư duy dịch vụ khách hàng thật là rõ ràng. Mình đi đến đâu, sử dụng dịch vụ tại đâu mà mình muốn người ta cung cấp cái dịch vụ cho mình như thế nào thì tại cơ sở của mình phải làm được tối thiểu như thế. Và làm việc gì thì cũng phải có quy trình quy định rõ ràng. Với lại mình không phải là chỉ là chủ nhà, chủ cơ sở mà mình còn là đại diện, là người con của mảnh đất Cao Bằng địa đầu Tổ quốc nữa. Phải cho khách du lịch thấy là cảnh đẹp Cao Bằng nên thơ hữu tình, con người thì thân thiện thật thà ra sao và ẩm thực thì phong phú đa dạng như thế nào để họ có ấn tượng thật là tốt. Đến nay đã 3 năm kể từ ngày xây dựng homestay, ngày nào các phòng nghỉ cũng có khách. Cùng với đó, anh Quang đã ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động thanh toán, giới thiệu điểm đến cho du khách. Không những thế, anh còn hỗ trợ người dân trong khu dân cư tạo điểm Google Maps để liên kết với homestay, tạo chuỗi dịch vụ nghỉ ngơi, ăn uống, tham quan cho du khách. Để người ta tìm đến mình nhiều hơn, thì ở trên những cái ứng dụng như Google Maps, mình sẽ hỗ trợ những cái bà con, những cái hàng xóm, những cái quán bánh cuốn, những cái hàng tạp hóa, rồi quán phở xung quanh, mình làm Google Maps cho họ. Để cho khi mà khách tìm đến cái cơ sở của mình, họ zoom trên cái Google Maps, cái ứng dụng đấy, thì thấy xung quanh mình có nhiều dịch vụ thì bản thân mình cũng sẽ là một người được khách hàng chú ý hơn.
Anh Trần Nam Lộc cũng là một trong những thanh niên khởi nghiệp từ mô hình homestay đầu tiên tại Cao Bằng. Anh Lộc đã kinh doanh dịch vụ lưu trú từ năm 2016. Đến nay, anh đã có hai cơ sở, gồm Eco Homestay và Eco Homestay House. Sở dĩ anh xây dựng hai cơ sở này theo hai hướng khác nhau là nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, từ bình dân đến cao cấp. Để tiếp cận với khách hàng, anh Lộc không quảng cáo quá nhiều trên các trang mạng xã hội, mà chủ yếu lượng khách hàng của anh đến từ các ứng dụng đặt phòng như Booking.com, Agoda, Traveloka. Thế nhưng để sử dụng được ứng dụng hiện đại này, thời gian đầu anh đã tự tìm tòi nghiên cứu. Ứng dụng Booking là một trong những cái kênh bán hàng để bọn tớ tiếp cận được đến lượng khách hàng lớn và tiềm năng chưa đến Cao Bằng và người ta chưa biết đến Cao Bằng theo kiểu đấy, hoặc là người có mong muốn đến Cao Bằng và tìm một vị trí, một chỗ nghỉ uy tín và đầy đủ chất lượng, đầy đủ sản phẩm theo kiểu dịch vụ đi kèm, và hơn nữa là cái chất lượng dịch vụ khách hàng nhận được về sau khách hàng được trải nghiệm. Thì Booking gần như là sẽ đưa các bạn được chạm đến nhiều khách hàng hơn, một trong những kênh uy tín nhất để bán phòng ở trên những cái trang điện tử. Ngoài Booking ra thì các bạn cũng có thể tham khảo một vài trang khác nữa, ví dụ như là Airbnb, ví dụ như là Trip, hoặc là Agoda, hoặc là những cái trang khác nữa. Thì sẽ có rất là nhiều trang, hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều trang để các bạn có thể bán được phòng trên đấy. Để nhận được những đánh giá tốt trên trang điện tử, anh Lộc luôn đặt chất lượng phục vụ lên trên hết. Cùng với đó, anh liên kết với công ty du lịch, liên kết đón khách và cho thuê dịch vụ như xe máy, dẫn đoàn du lịch. Hiện mỗi ngày, hai cơ sở của anh Lộc đón trên 40 lượt khách hàng. Là một người trẻ trên quê hương Cao Bằng, với tiềm năng phát triển du lịch bền vững, anh ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là tiên phong trong chuyển đổi số. Cái chuyển đổi số vào thời điểm này là một trong những cái yếu tố mà cần thiết, gần như là rất là quan trọng để quyết định được cái việc là một cái homestay có thành công hay không. Thì các bạn bắt buộc các bạn phải làm, các bạn phải tiếp cận. Thì đấy sẽ là những cái kênh mà gần như nó sẽ là mới với các bạn. Nhưng mà bây giờ nếu như các bạn muốn tiếp cận được lượng khách hàng mà tiềm năng và muốn làm được tốt hơn, được nhiều khách hàng biết đến mình hơn, thì bắt buộc là cái đấy tôi nghĩ là các bạn nên phải làm. Và như chuyển đổi số bây giờ ấy, thì như bọn tớ không chỉ mỗi ở Cao Bằng, như bọn tớ thấy ở tất cả các tỉnh khác ấy, thì mọi người đang làm rất là tốt về cái việc là ở trên từ đánh giá, nhận đánh giá từ khách hàng. Lúc mà các bạn làm được tốt thì khách hàng sẽ đánh giá, tức là ở trên đấy thì nó sẽ là khách hàng sẽ được đánh giá cả sản phẩm, cả chất lượng dịch vụ của các bạn nữa. Thì nó sẽ, người đi sau cũng sẽ đọc được những cái đánh giá đấy và các bạn cũng sẽ nếu như các bạn làm tốt thì sẽ được tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Việc kết hợp chuyển đổi số trong phát triển du lịch cộng đồng hiện nay là hết sức cần thiết. Công tác phát triển du lịch đang được xác định là hướng đi quan trọng, bền vững, lâu dài, góp phần chuyển đổi cơ cấu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, trong đó có du lịch cộng đồng. Hoạt động du lịch cộng đồng đã giúp đời sống của nhiều thanh niên thay đổi. Cùng với đó, hoạt động chuyển đổi số cũng đang diễn ra sôi nổi và được coi là giải pháp đột phá trong ngành du lịch, mở ra hướng đi mới bền vững hơn. Tỉnh Cao Bằng đã xác định phát triển du lịch là nội dung đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai, thực hiện các nội dung lồng ghép trong thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 homestay do thanh niên làm chủ. Các mô hình đi vào hoạt động hiệu quả. Với sự trẻ trung, năng động, sáng tạo, lực lượng đoàn viên thanh niên đã ứng dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển, quảng bá du lịch địa phương. Qua đó, những hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa, con người miền non nước Cao Bằng ngày càng trở nên gần gũi với du khách trong và ngoài nước. Cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, thanh niên Cao Bằng ngày càng năng động, sáng tạo, có tư duy kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, đóng góp tích cực trong phát triển du lịch. Qua mô hình, ý tưởng khởi nghiệp đã khẳng định vai trò của họ trong thực hiện hóa mục tiêu xây dựng Cao Bằng trở thành điểm đến thông minh, thân thiện và an toàn, một trong những trung tâm du lịch hiện đại của khu vực phía Bắc, đồng thời góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững,
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 82, chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Theo nội dung công điện, vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, trong đó có quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất. Một số địa phương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả, góp phần bổ sung nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, một số trường hợp giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, có thể tác động đến phát triển kinh tế xã hội. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý đất đai, lành mạnh hóa thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên 36 nhằm xem xét quyết định việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Tán thành việc bổ sung thêm hai dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của bảo hiểm y tế và luật phòng bệnh vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Bộ Y tế cần hết sức khẩn trương, chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Chậm nhất ngày 15 tháng 9 phải xong hồ sơ để Thường vụ Quốc hội thảo luận trước khi trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8. Biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung liên quan đến các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là đô thị giai đoạn 2023-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết với 4 nội dung chính, trong đó cho phép thực hiện song song quy trình lập, thẩm định, công nhận kết quả tiêu chí phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, đồng thời với công tác lập, thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Giá vé dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 khiến nhiều du khách phải thay đổi kế hoạch du lịch. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, qua kiểm tra hoạt động bán vé, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận các hãng thực hiện đúng quy định về mức giá tối đa đối với hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa. Bên cạnh đó, giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tăng nằm trong xu hướng chung của thế giới do chịu tác động bởi các nguyên nhân chính do yếu tố cung cầu của thị trường, sụt giảm quy mô đội tàu bay khai thác, nhu cầu đi lại tăng cao các dịp lễ, Tết và biến động do tăng giá nhiên liệu bay, tăng tỷ giá. Giá vé dịp lễ mùng 2 tháng 9 khiến nhiều du khách phải thay đổi kế hoạch du lịch. Khảo sát nhanh cho thấy, giá vé máy bay khứ hồi khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 đang ở mức cao hơn ngày thường từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng trên một vé khứ hồi. Riêng chặng bay Hà Nội-Phú Quốc có mức giá cao hơn nhiều so với các chặng khác, cao nhất 8 triệu đồng trên một vé khứ hồi. Để góp phần làm giảm áp lực về giá vé máy bay, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ngành hàng không điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác máy bay, giảm thời gian quay đầu máy bay để chuyển tiếp chặng bay, tối ưu hóa thời gian khai thác máy bay trong ngày, tăng cường thêm các chuyến bay ban đêm. Chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu vào năm học mới. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện đang có 3 bộ sách giáo khoa đầy đủ từ lớp 1 đến lớp 12, gồm bộ kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo và cánh diều. Phụ huynh và học sinh có thể mua đủ bộ sách giáo khoa một cách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian di chuyển. Năm nay, giá sách giáo khoa nhìn chung giảm từ 10 đến 15% so với cùng kỳ. Nguồn cung dồi dào, giá bán giảm, đang tạo nhiều thuận lợi cho phụ huynh và các em học sinh. Năm nay, đa số các hiệu sách lớn đều nhập đủ cả 3 bộ sách. Sách được phân chia theo các khu vực, rất dễ tìm kiếm. Phụ huynh và học sinh chỉ cần đến một cửa hàng là đã mua được đủ sách cho con. Còn đối với học sinh cuối cấp 3, việc có sớm các đầu sách cũng giúp học sinh có thêm nhiều tài liệu để tham khảo. Để phục vụ cho năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị xuất bản 2 bộ sách
cũng đã đều điều chỉnh giảm giá bìa bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống, giảm 6,9%, giá bìa bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Ngoài việc bán sách tại cửa hàng, các nhà xuất bản cũng mở rộng việc phát hành sách thông qua các kênh bán hàng trực tuyến nhằm giúp phụ huynh có thể mua đủ bộ sách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian di chuyển. Theo Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 112,2 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nông sản là mặt hàng được giao thương sôi động giữa Việt Nam và Trung Quốc, với hàng trăm xe được thông quan qua các cửa khẩu mỗi ngày. Dự báo kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-Trung Quốc trong năm nay có thể sẽ tiến sát mốc 200 tỷ USD. Dự báo từ nay đến Tết Trung Thu, nhu cầu về các loại trái cây tăng cao nên xuất khẩu vẫn tiếp tục diễn ra sôi động. Vì vậy, cải thiện hạ tầng, giảm thời gian làm thủ tục, gia tăng năng lực thông quan, đảm bảo không ùn ứ là chiến lược của các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu. Với các nghị định thư mới được ký kết, Trung Quốc chính thức cấp phép cho dừa tươi, sầu riêng đông lạnh và cá sấu của Việt Nam được xuất khẩu sang đây, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-Trung Quốc. Dự báo có thể sẽ tiến sát mốc 200 tỷ USD trong năm nay. Đặc biệt với quả sầu riêng đông lạnh, sẽ mở ra cơ hội tiếp theo cho ngành trái cây. Đặc biệt, quả sầu riêng tăng trưởng nhanh xuất sang Trung Quốc, chúng ta phải luôn đặt yêu cầu cao về đáp ứng nhu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ Công Thương cũng khuyến nghị doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục thông quan trực tuyến và chủ động sắp xếp lịch xuất nhập khẩu phù hợp với từng mặt hàng, cập nhật thường xuyên quy định với các mặt hàng mới được cấp phép để tránh rủi ro. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới của Đại học bang San Diego phát hiện ra rằng ăn dâu tây mỗi ngày có thể cải thiện chức năng não, điều hòa huyết áp. Một số phân tích của nhà khoa học về vấn đề này sẽ được đề cập trong mục sức khỏe thưởng thức ngay sau đây. Những người tham gia được tiêu thụ 26 gram bột dâu tây sấy khô mỗi ngày, tương đương với khoảng 2 cốc dâu tây tươi, liên tục trong 8 tuần. Sau đó, các nhà nghiên cứu đo các dấu hiệu nhận thức, cũng như huyết áp, vòng eo và nhiều thông số khác. Tiến sĩ Holzman, giảng viên khoa thể dục và dinh dưỡng tại Đại học San Diego, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, sau khi tiêu thụ dâu tây tương đương với 2 cốc dâu tây tươi hàng ngày trong 8 tuần, tốc độ xử lý nhận thức tăng 5,2%, huyết áp tối đa giảm 3,6% và khả năng chống oxy hóa tăng đến 10,2%. Một cốc dâu tây tươi chỉ dưới 50 calo nhưng lại chứa 3 gram chất xơ làm no và chỉ khoảng 11 gram carbohydrate. Đáng chú ý nhất là nó cung cấp nguồn vitamin C dồi dào, khoảng 85 mg, cho cùng một khẩu phần ăn, đáp ứng gần 100% giá trị dinh dưỡng hàng ngày. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, làm đẹp da và có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Ngoài vitamin C, dâu tây còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh khác, bao gồm anthocyanin đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm cho cơ thể. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều khoáng chất quan trọng khác trong dâu tây, bao gồm kali và magie. Với một số lượng calo nhỏ cho mỗi khẩu phần ăn, dâu tây rất giàu dinh dưỡng và là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh. Một vấn đề quan trọng nữa mà nghiên cứu này phát hiện ra là dâu tây đông lạnh hay bột dâu tây cũng mang lại tác dụng tương tự. Thank you.
Thưa quý vị khán giả, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.